Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ở đầu đường Dân Chủ nè. Bây giờ mình sẽ rẽ vào đường Dân Chủ, qua lại dòng Sen. Chỗ này là cái khu dàn cái chung cư gì mới xây trên đường Đặng Bình quên mất. Đó, bên cạnh nó bạn thấy chung cư phía đây không? Đó, bên cạnh nó là những cái tòa nhà biết 3 lầu 2 lầu. Đó, trên đó công viên của chung cư nè. Cái chỗ này thì mới xây cách đây vài tháng à, chưa lâu. Trường tiểu học Lương Thế Vinh. Cái đường này là với đường thống nhất ngoài đường tấp nập nè các bạn, nhiều đồ ăn. Chứ còn mấy đường kia thì nó nhiều quán nhậu với cà phê, còn đây là đồ ăn bình dân, bán đồ đủ thứ. Là sữa đường này nhiều lắm các bạn. Karaoke có luôn nha, karaoke ấn tượng. Rồi tiệm này là gì đây, karaoke luôn hả? Soda food, karaoke, chào mắm tôm. Mấy quán ăn lề đường hả? Phở nữa nè. Mùa xuân hôm nay có nhiều cara với ta. Bây giờ quay ra mới để ý á. Đây là trường học mà. Đây là gì ta? Đây là tập đoàn Điện Lực. Cà phê, chăm sóc da, đủ thứ hết. À, có bông bông nữa các bạn. Mấy bông này mà đi chân ở nhà nhỏ nhỏ xinh xinh á, chủ yếu mấy cái cây nhỏ nhỏ thôi. Có con bò đang nổi tiếng nè. Nga là sẽ có bông nước bên cạnh luôn. Bảo barber shop, tiệm cắt tóc barber shop. Trà sữa này không thấy nhiều không? Toco nè, Gong Cha nè, Tui Cha nè, Royalty nè, Xe Ti nè, Sushi Anh Lẩu nè, rất là nhiều luôn. Ngân hàng Techcombank. Đó, như vậy là đã hết trường Dân Chủ rồi nha các bạn. Mình xin kết thúc video đây nha.